Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng tiền đường đại chúng. Con xin thầy khai thị cho cái chỗ công phu của chúng con hay bị lầm chỗ này á, thì con xin thầy khai thị rõ để cho con có thể là nhìn nhận ra. Dạ thưa thầy, làm khi mà bình thường á thì mình vẫn công phu tu tập, vẫn là cùng theo đại chúng, cũng giống như là có những cái thời khóa để mình trau dồi cái công phu của mình. Nhưng mà khi mà giả sử như một cái sự việc giống như là những cái biến cố xảy ra, thì thường á, cái tâm ý thức của mình á, nó luôn nghĩ rằng mình phải công phu nhiều hơn, mình phải làm giữ công phu miên mật liên tục, không nghĩ về những cái niệm xung quanh, không để ý những cái niệm xung quanh hoặc là những cái duyên tác động tới với mình. Thì thưa thầy, là khi mà mình tác ý, mình nghĩ rằng là giả sử như là mình chiếu cố công phu, mình đề cơ hội liên tục, mình để có một cái lực, để có một cái lực mình vượt qua tất cả những cái chứng duyên, cũng như là tự nhiên tự động sẽ dàn xếp tất cả mọi thứ theo một cái lộ trình mà mình đã suy nghĩ. Thì thưa thầy, khi mình tác ý như vậy á, thì mình có lọt vô cái sự cầu hay không ạ? Thì con xin thầy khai thị cái chỗ này cho chúng con rõ. Con xin cảm ơn thầy. Tất cả tác ý của mình á, dù mình nghĩ đó là tốt đi, nó cũng đều là sở cầu, sở đắc, nó đều là ngã chấp, là thấy hay, thấy lợi đi. Tất cả đó đều là cái niệm phân biệt, nó phát xuất từ cái vô minh của mình đó. Đó là cái nghi thì nó vô phân biệt. Đó là cái nghi là trở về với lại cái tự nhiên, hay là trở về cái tự tánh thanh tịnh, chứ không có một cái lăng tăng nào của sự suy nghĩ lợi hại ở đây cả. Tại lợi tức hại, hại tức lợi, mình cứ bị chạy trên cái lợi hại, mình quên mất cái tính bình đẳng, mình cứ theo cái ý mình thôi á, thì đó là cái sai lầm. Ví dụ giống như là mình nghĩ một vấn đề này lợi, thì ra lợi cho người này thì phải hại cho người khác. Mình muốn cho cái lợi và có một cái sự liên đới gì đó đối với giải thoát, đối với Phật pháp, cho là giải thoát, cho là Phật pháp. Thực sự ra do cái giải thoát là vậy, đối với là cái trói buộc mới có giải thoát, đối với là cái thế pháp mới có cái Phật pháp, đối với mê mới có cái ngộ. Cho nên tại sao mà ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ nói thiền định giải thoát chẳng phải Phật pháp, tại Phật pháp là pháp bất nhị. Mà chúng ta đang hành cái pháp bất nhị, hành cái công phu tu tập để ngộ cái tự tánh, nhưng mà mình cứ bị cái nhị nó chen vào trong tâm mình. Tại mình thấy mình chấp lợi này, chấp hại, chấp mê này, chấp ngộ này. Đã nói là vọng với chơn là hai thứ vọng, nhưng mà mình cứ đi tìm chơn. Do đó mà Quy Sơn á mới nói á, dục trừ phiền não, trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Chỉ chạy để tìm á, và phân biệt như vậy đó, thì nó đều là sai lầm. Mà chúng ta quên mất phải công phu. Chúng ta bỏ xuống cái công phu để làm mấy chuyện mà theo cái ý thức không à. Mà mình lại tưởng đâu đó là mình đang giảm dần cái ngã chấp, giảm dần cái vô minh, mà thực chất á, nó vẫn y nguyên cái vô minh và ngã chấp. Tại mình có cái sở cầu, sở đắc và sở sợ. Nếu mà không có sở cầu, sở đắc, sở sợ, ở trong chảo dầu sôi lò lửa than, mình cũng đề thoại đầu, khởi nghi tình. Cho dù nó nóng, nó bức, nó khó chịu, mình cũng không có màng tới, cũng đề thoại đầu, khởi nghi tình. Không có để một cái niệm phân biệt cái sở cầu ở trên đây, hay sở đắc, hay sở sợ ở trên đây. Thì đó, công phu mình nó mới dần, nó lìa cái tương đối, lìa cái phân biệt, lìa cái ngã chấp, lìa cái vô minh. Bây giờ thì cái đó là cái tập khí ngàn đời, cái tập khí quá sâu dày của mình. Thì đâu phải nói bây giờ tập khí mình thấy mình sợ tập khí, mình phải làm một cái pháp gì khác để mà phá bỏ tập khí rồi mình mới tu được. Không phải, trên đó mình vẫn tu. Tập khí thì tập khí, mình vẫn cứ tu. Không có giận dỗi, không có bực bội gì chỗ đó cả. Giống như á, mình thích, mình vì lòng mình thương người đi, mình thích, mình thấy tội, mình cho. Mới giờ cho đó không có đi
đánh bài mới cho đó nó đi uống rượu, mình nổi tức mình lên. Đây là giúp cho nó mà làm ngược lại. Khi tập khí mình là thích cho mà, không? Đã cho rồi thì quyền của nó. Mình không có nghĩ ngợi gì nhiều, không có lo lắng gì nhiều, mà luôn trở về công phu của mình thôi. Đến khi nào mà công phu của mình nó tự nhiên không nổi cái phân biệt lung tung nữa đó, đó mới là cái tự nhiên. Chứ không phải nói sợ người ta như thế này, sợ người ta sợ lỡ, cứ tự ý mình nghĩ ra lỡ thiệt thì sao. À, nhưng mà rồi lỡ giả thì mình tức, mà lỡ thiệt rồi mình vô tình đó. Cứ nghĩ ngợi trên cái gì, cái năng sở mình, sở cầu, sở đắc, sở sở của mình, chứ không phải ở chỗ công phu. Tất cả mỗi mỗi đều có cái mật mã, hay tạm nói là mật mã tâm linh đó. À, mình không thể mà xen vào, mà tại vì mình thích xen vô, chính cái xen vô của mình đó, làm khổ cho bản thân mình, mà không những khổ cho bản thân mình, làm khổ cho hay những cái vấn đề khác nữa, chúng sanh khác nữa. Tại người ta chấp, người ta thích dựa, người ta thích như thế này, thích như thế kia, phải phải như tức là tăng cái ngã chấp của họ lên, chứ không phải là giúp cho họ tu tập. Đối với lại cái sự tu tập phải bình đẳng. Cho nên á, cái trên cái pháp thế gian giống như thấy khổ, phải cảm nhận được cái khổ, người ta mới quý được cái sự tu tập. Nhưng mà này á, thích sung sướng không, thích cái gì cũng ưu tiên không, thích cái gì cũng thiệt là tốt đẹp không, để vô tình đó là cái ngã chấp nó tăng, cái vỏ bọc của cái vô minh nó dày, sau này phá không có nổi. Cho nên đó, những cái mà mình nghĩ mình làm đúng, mà thực sự ra mình lọt vào cái vô minh ngã chấp, mình không biết, mà mình mất cái công phu mình cũng không hay nữa. Ra trở về á, chứ bình thường công phu thôi, chỗ nào công phu, trầy trật cũng công phu, mà nó suôn sẻ cũng công phu. Đừng có lấy cái suôn sẻ làm vui, đừng lấy cái trầy trật đó làm buồn, không có nổi một cái niệm nào cả. Mà bây giờ thì mình luôn luôn là nổi niệm, phải không, biết đó là niệm, nhưng mình không trụ niệm đó, mình cứ luôn công phu, luôn thực hành theo cái khả năng của mình, theo cái nhân, cái duyên của mình á, mà mình ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, trong mọi lúc, mọi nơi, cứ vẫn tu tập. Thì đó là trở về với lại cái tự tánh thanh tịnh, trở về lấy căn bản tánh, rồi mới phá được cái gốc của vô minh ngã chấp, nó mình mới tự do tự tại, không bị cái vô minh hiện ngã chấp đó nó chi phối nữa. Mà cũng nói là cái tính bình đẳng của tất cả. Chứ bây giờ mình thấy là luôn luôn phân biệt nên cái bất bình đẳng. Hiểu ý thầy nói không? Dạ con hiểu ạ. Thưa thầy cho con xin thỉnh thêm một cái ý này nữa thầy. Là thưa thầy là khi mà mình đã thấy được cái niệm thống thiết sanh tử cũng giống như là cái sanh tử của cái sự vô thường thì mình luôn luôn giữ cái ni tình, mình ghi chặt cái công phu, mình đề câu thoại liên tục, giữ ni tình miên mật. Dạ thưa thầy, như vậy thì có phải là mình tăng trưởng cái tâm thống thiết sanh tử của mình hay không ạ? Thì con xin thầy khai thị cái chỗ này cho chúng con rõ để chúng con có dụng công cho đúng hơn. Con xin cảm ơn thầy. Thực sự nói cái niệm thống thức sinh tử là cái niệm đó nó không có dính trong tứ cứu luôn. Ly tứ cứu đó, cái niệm đó nó không có chấp, không có lọt vào cái ba câu luôn, đó là thấu được ba câu. Và cái niệm đó nó cũng không mắc kẹt ở trong cái tương đối luôn. Đó mới là cái niệm thống thức sinh tử. Bây giờ mình chán cái cảnh sinh tử, mình ham cái giải thoát cũng là bị kẹt á. Nó chán tức là còn chấp mà. Cho nên nếu mà đến cái công phu á, thì đâu có màng tới gì, đó là cái sự thống thiết chân thật, không màng tới một cái gì của pháp thế gian cả, hay là nghĩ ngợi đến cái pháp xuất thế gian, không có nằm trong cái tương đối mà. Thì đó là cái niệm thống thiết đó, cái niệm chân thật thống thiết, mà nó không có lấy, không có bỏ ở trong mọi hoàn cảnh, mọi nhân duyên, bình đẳng. Cái tâm bình đẳng là cái tâm luôn luôn giữ cái công phu, mà giữ được công phu mới hiện được cái tâm bình đẳng. Cho bây giờ có cái tâm á, nó bất bình đẳng là có sự phân biệt trong đó rồi, có hai trong đó rồi,
Nên cái chỗ mà nãy mới nói ngài Quy Sơn nói dục trừ phiền não, tại mình thấy phiền não mình muốn trừ phiền não, muốn bỏ phiền não, gọi là muốn thống thiết mà, thấy không? Cái đó là cái thống thiết trên tướng á, trên cái sự mong muốn mong cầu á, đó không phải là cái thống thiết. Mà nếu mà cái thống thiết chân thật á, giờ người ta có biểu mình đừng có tu nữa, tự nhiên nó cũng tu, nó không mấy nghe lời người ta biểu đừng tu, hay là ta để tiền để bạc để danh lợi á, bày ra trước mặt á, nó cũng không có màng tới nữa, nó bằng giống như rác rưởi thôi, hai thứ nó không có phân biệt. Thì đó là cái niệm thống thiết sanh tử, chứ không phải là phải có một cái hình tướng gì, hay là có một cái tâm trạng gì, hay là có một cái gì cho là thống thiết á, do mà siêng năng chăm chỉ cần cù á, đó là trên cái hứng thú, muốn cho người ta thấy, muốn cho người ta biết, hay là muốn mình á coi như là có cái tâm đó. Chứ không có tâm đó mình lại hoang sợ lo sợ. Nếu có cái sở cầu sở thấy sở đắc trên đó đó thì đều là cái niệm phân biệt, niệm chấp trước cả, không phải là cái niệm thống thiết. Nếu thống thiết bây giờ diễn tả, bây giờ thực sự ra cái lọt vô trong cái biết á thì đều là tâm trộm cắp mà, nhà Trung Phong có nói á, thì bằng nhiều cái phương tiện á, kể của chư tổ đưa ra đều là nói cái chỗ phân biệt của mình, cái chỗ chấp trước của mình, là cái biệt niệm hay là cái tâm trộm cắp hay là cái tâm cho là của mình, đều là kẹt kẹt trong trong tương đối trong hai đầu, chứ không phải là cái niệm thống thiết chân thật. Thì bây giờ một cái cách khác nói thống thiết, mà thực ra thống thiết nếu mà mình, tại vì lời nói là đều nằm trong tứ cứu cả, không có nào ngoài tứ cứu. Nhớ thống thiết thì nó giống như bơ bơ, không có dính dáng vô cái gì hết á. Thuận cũng không có phân biệt, mà nghịch cũng không có phân biệt, nhưng mà không phải là mình biết không phân biệt trên thuận hay nghịch. Nếu có cái biết đó tức là có vấn đề, tức là bị kẹt đó, cho nên nói giữ được cái nghi tình, chính cái nghi tình đó là cái thống thiết. Nếu cái tình miên mật là cái thống thiết nó mạnh, tức là đại nghi, còn á nó cứ chập chờn á thì là tiểu nghi. Tiểu nghi sẽ đưa đến tiểu ngộ, đại nghi đưa đến đại ngộ. Nếu không có nghi, không có ngộ, mà đó cũng là cái phương tiện nói thôi. Tại vì cái nói được chỉ là cái phương tiện, không phải là cái thực dụng của mình á, phải thực dụng. Trên nghĩa đại nghi, tiểu nghi cũng là trên cái danh từ văn tự thôi. Có nhiều người nói là nhức đầu tức ngực thiệt là mạnh là đại nghi, thì không phải, chưa phải như vậy á. Cái sự miên mật và cái sự một chút xíu phân biệt trong tâm cũng không có nữa mới là đại nghi. Chứ nhiều người ta nghe cái sự diễn tả trên văn tự, trên lời nói nó cuồn cuộn mà không có một kẽ hở, một niệm xen lên được, cái là mình tưởng ra cái đó, thực ra nguyên một cái cuồn cuộn của cái ý thức phân biệt, của cái sự chấp tâm, cái cho là trên cái chỗ mà cho là cái thống thiết để mình ghi, mình nắm, mình này nọ, đều là cái tác ý cả, đều là cái ngã chấp, đều là cái phân biệt, không phải là cái niệm thống thiết chân thật á. Nếu niệm thống thiết chân thật nó không có đánh mất cái nghi tình. Giống như là lai quả ví dụ á, người ta hỏi á, cũng niệm Phật là ai, tại cái miên mật trên cái công phu của mình, mà không phải là ngày cố ngày ghi trên cái niệm Phật là ai, cái bình thường, hết sức bình thường, người ta hỏi cũng niệm Phật là ai, mà người ta không hỏi cũng niệm Phật là ai, rất là bình thường, không có quan ngại những cái ảnh hưởng gì xung quanh cả. Đến thầy đến thăm, muốn gặp mặt thầy xuống ở dưới, đứng ở dưới rồi lâu không có về thăm thầy, nhớ thì lên thăm, xuống ở thăm thầy chút xíu, cũng niệm Phật là ai. Đến ông sư đệ là ông điên khùng, chửi là đồ điên đồ khùng, cũng niệm Phật là ai, đâu có giận, đâu có biết, không có, tức là không phải là như gỗ như đá, nhưng mà không có quan trọng bất kỳ một cái gì, danh vọng địa vị tiền bạc vật chất, thậm chí đến lễ nghi, thậm chí đến quy củ luôn đó, bị đánh bị đập bị tán bạc tai cũng không có quan trọng, thì niệm Phật là ai. Đó là cái niệm thống thiết đó, đó là cái công phu miên mật. Mà không phải mình lấy cái kể ra cái hình trạng của tổ mình bắt chước, mình gồng mình cũng làm như vậy, thì đó là cái ngã chấp, không phải là công phu miên mật, gọi là bắt chước chứ không phải là tự nhiên. Cái của ngài Lai Quả là do cái niệm thống thiết chân thật nó tự nhiên đưa đến cái công phu, chứ phải mình ghi, mình cố, mình bịt tai, mình che mắt mình lại, đó không phải. Tai vẫn để, mắt vẫn bình thường, nhưng mà cái công phu người ta luôn luôn miên mật. Đó mới là cái gì? Cái niệm thống thiết sanh tử. Đó mới là cái sự công phu rốt ráo.
mới là đến thời đầu được. Còn bây giờ còn một cái niệm phân biệt lên đó, đều không phải là cái thống thiết sanh tử, mà cái hứng thú hay là cái cho là, cái tâm cho là hay khởi biệt niệm, tâm chấp trước, cái này là cái công phu. Mà bây giờ á, nói vậy thì không có được cái gì hết sao? Nó không phải, nếu vậy mình đem tâm hoảng sợ lo nữa, chỉ cần đề thoại đầu khởi nghi tình. Bây giờ á, trên cái ham suy nghĩ của mình á, cái ham tìm hiểu của mình, ham biết của mình, ham trụ, ham đắc của mình, nó luôn luôn nó chi phối mình, luôn luôn nó chướng ngại mình. Mà nó không phải chướng ngại mới mới tu, nó mới chướng ngại vô lượng kiếp, nó luôn luôn nó chi phối, nó dẫn dắt, mà mình thuận theo nó thì mình thấy giống như không chướng ngại, thì nó đang dẫn mình đi vào trong vô minh, trong lục đạo. Bây giờ mình đi ra ngoài khỏi vô minh ngã chấp, ra khỏi cái lục đạo, thì thấy nó chướng, giống như bị dây mà nó cột mình lại. Đức Phật ví dụ như là con tầm tự làm kén trói mình lại vậy đó. Thì tất cả cái niệm, tất cả những cái chấp, cả những cái vô minh đều là những sợi dây hằng phật luôn trói mình, cột mình lại. Cái sự tu tập của mình là mình bung ra và vượt ra khỏi cái đó, nó ngược lại cái đó. Đó là một cái diễn tả thôi. Bây giờ cũng là tựa ở nơi tâm mình, cái công phu cứ đề thoại đầu khởi nghi tình, đề thoại đầu một hết sức bình thường để cái nghi tình nó đi một cách tự nhiên. Đó là cái công phu. Và khi cái niệm tâm thức sanh tử của mình nó đủ sức mạnh á, thì nó thình lình nó phát khởi được cái chơn nghi, gọi là nghi tình phát khởi, được phát khởi. Thì nghi tình phát khởi thì nó không còn cái tâm lui sụp nữa, và rõ ràng đó là mình định được cái hướng của mình rõ ràng á. Thì đó mình á, nó nói là giờ cái muôn muôn buông hay là muôn nắm, nó không còn ảnh hưởng gì nữa, không có nằm trong cái sự buông hay nắm nữa, mà nó chỉ là công phu đến chỗ rốt ráo, chỗ cuối cùng là khai ngộ thôi. Nghe nói vậy nghe hiểu không? Rồi giờ hết giờ rồi, giờ tới giờ đi hương. Hả? Quên đó, 7 giờ hả? Cái tưởng tượng tưởng là 12 giờ trưa. Đã còn 5 phút nữa. Rồi, gặp tôi hỏi.